Rồi, rồi. Có lấy dao ra không? Dạ có đây. Ôi, chú này ăn được đâu? Chú chú này nè. Chú sim. Chú sim mới ăn được. Chú sim mới ăn được. Chú già ăn được. Chú già bên đây á, chú sim. Phía bên đây nè, bên đây không có nè chứ. Đâu ủa vậy hả? Rồi đi đi trước đi, mấy đứa đi trước đi. Ờ đang nói gì đi đâu? Nói ba người đứng đứng nhau đi. Quay lại nè. Kính thưa quý vị và các bạn, thì sau khi chúng tôi mặn cá xong thì bây giờ chúng tôi sẽ đi cắt chuối và bắp chuối để làm coi như là có món rau để ăn chung với cá. Vâng, xin mời các bạn cùng chúng tôi ạ. Đi ăn lẩu đúng không? Trời ơi, với cái trời. Cái cây trọng trọng xíu rồi lấy cái lẩu trong nó non hơn ấy. Thì được. Cái này cao nó ta, cái sao có cái gì nhỏ. Sao có? Cái đó cũng được á, để nó chặt quá chứ ơi. Nó chặt quá. Này cũng được này. Ừ. Cái này có già rồi, già. Cây bánh non á, cây nãy mình mới chỉ non đó kìa. Cây non á, chặt cây non á. Cây chiến mới chỉ nè, cây này non nè. Ừ. Đây. Nào. Thôi cái đó nó em nghe chặt mấy chỗ cây mà nó chặt quá nó lên không được á. Cái này hả? Ừ. Non không? Non, cái đó non. Chặt xuống dưới hết đang. Nó khánh. Ừ, nó hơi bự. Bắp chuối thì sáng á, mình đi đập cái hồ. Cái thằng trúng á. Bỏ bển kìa, bỏ bển kìa chứ. Bỏ đó non, cái đó non. Vâng. Kính thưa quý vị và các bạn, bạn trước mắt chúng tôi đây là bạn Khánh, bạn vẫn chưa có người yêu. Thấy bạn đã mang không ạ? Nếu mà các bạn muốn anh ấy về, anh ấy phụ việc nhà rồi giống như là làm chuối như chúng ta thấy đây thì các bạn cứ comment ở dưới, tôi sẵn sàng tôi sẽ đưa số điện thoại Facebook cho các bạn. Ok. Hay quá. Rồi à. Đi bẻ bắp chuối. Giờ cây chuối mình chặt xong thì bẻ bắp chuối các bạn. Chảy méo hả? Đâu, méo cá hả? Con cá. Để gọi là lừa tịnh đi. Giờ đi bẻ bắp chuối nha. Đi bẻ bắp chuối nữa đi. Chuối tới chiến đi. Đồ đằng này nếu mà sắc ra người ta gọi là gì? Bào chuối. Chú bào. Chú ghém. Đúng rồi, chú ghém. Ăn với cháo gà rồi đó. Gà rồi. Khỏi chê luôn. Đúng rồi. Lấy cây học á. Giờ đi ba hái bắp chuối nha các bạn. Ôi, chuối quá đã kìa, quá bự kìa. Chuối mình ăn á, chuối chín rồi, rồi ở trong nhà đó Khánh. Chú nó ngon ghê ha. Chú cho chào không ạ? Ừ. Ra lộ lụm á. Ừ, ra lộ rồi đó nghe. Bắp chuối. Bắp chuối. Ai cho ăn đâu. Biết ăn không? Đẩy cao lên đó. Đi lấy nha. Bắp chuối nè các bạn. Ừ. Đẩy. Rồi ra lộ. Khánh ơi. Rồi. Rồi xong mình đi tắm xong rồi. Đi tắm đi rồi xong vô mình cắt ra sao? Đi. Rồi anh nấu ăn ha. Rồi anh nấu cho. Giờ tới tiết mục tắm xong nha mọi người. Thứ hai tôi con thơ ơi mẹ nè. Mẹ thơ tại hai tôi con tàu thơ ơi nè. Để trên đó đại đi.